Bạn đã bao giờ cân nhắc đến việc du lịch dù vẫn ngồi trên chiếc ghế bành thoải mái của mình chưa? Chưa à? Vậy tại sao không thử trải nghiệm điều này luôn nhỉ? Hãy sẵn sàng cho chuyến đi vòng quanh thế giới thú vị nhất trên màn hình của bạn! Vào năm 1974, tại Ethiopia, các nhà khoa học đã tìm thấy Lucy, xương hóa thạch của một trong những tổ tiên lâu đời nhất của loài người. Đó là bằng chứng đầu tiên cho thấy loài người đã tồn tại lâu hơn chúng ta thường nghĩ. 5.000 năm trước, đũa ở Trung Quốc được sử dụng để nấu ăn, chứ không phải để ăn. Ấn Độ có mạng lưới bưu chính lớn nhất thế giới với hơn 155.000 bưu điện, và thậm chí ở đây còn có một cái bưu điện nổi trên mặt nước nữa đấy. Hoa Kỳ là quốc gia có số lượng triệu phú nhiều nhất thế giới, 18,6 triệu triệu phú, chiếm 40% tổng số triệu phú trên thế giới. Indonesia là quê hương của loài thằn lằn lớn nhất thế giới, rồng Komodo. Loài vật này sống trên 5 hòn đảo thuộc quần đảo Lesser Sunda và có thể hạ gục những động vật lớn hơn con người. Hơn 40% số quả bóng đá trên thế giới được sản xuất tại thành phố Sialkot ở Pakistan. Ở Brazil, cá heo mũi chai giúp ngư dân bắt cá. Mọi người không thể nhìn thấy gì trong vùng nước tối tăm, nhưng khi cá heo thấy cá, chúng sẽ đưa ra tín hiệu bằng cách lặn hoặc đập đuôi. Nigeria có ngành công nghiệp điện ảnh riêng được gọi là Nollywood. Nó đứng lớn thứ hai trên thế giới nếu tính về sản lượng phim. Mặc dù có khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, nhưng Bangladesh có 6 mùa thay vì 4. Đó là mùa hè, mùa mưa, mùa thu, mùa mát, mùa đông và mùa xuân. Quảng trường đỏ của Nga có tên xuất phát từ Krasny, nghĩa là đẹp trong tiếng Nga cổ. Đến sau này, ý nghĩa của Krasny đã được đổi thành màu đỏ. Thủ đô của Mexico đang dần lún vào đất, đó là do thành phố này được xây dựng ở giữa một cái hồ đã được hình thành trong một miệng núi lửa. Nhật Bản là quốc gia có số lượng máy bán hàng tự động lớn nhất thế giới, hơn 5 triệu máy. Bạn có thể mua bất cứ thứ gì ở đó, từ cà phê nóng đến ô và cả giấy vệ sinh. Quốc điểu của Philippines là đại bàng Philippines. Đây là loài đại bàng lớn nhất trên thế giới tính theo độ lớn bề mặt và chiều dài cánh. Quần thể kim tự tháp Giza ở Ai Cập là kỳ quan cổ nhất trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Đó cũng là kỳ quan duy nhất còn đứng vững. Việt Nam là nơi có hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, hang Sơn Đòn. Một nông dân địa phương đã vô tình phát hiện được lối vào hang khi anh đang tìm chỗ trú mưa. Năm 1663, Đức là quốc gia đầu tiên ra mắt tạp chí. Đó là một ấn bản về văn học và triết học. Thổ Nhĩ Kỳ có vô vàn những món đồ ngọt hấp dẫn, và có lẽ món khác thường nhất trong số đó là một loại thức ăn được làm từ sữa, đường, quế, thịt gà xé và một vài thành phần khác. Một trong những giống mèo lâu đời nhất thế giới là mèo Ba Tư lông dài đến từ Iran. Voi là loài vật biểu tượng của Thái Lan. Ngày nay, chỉ còn vài nghìn con voi sống hoang dã, còn lại đều đã được thuần hóa. Vương quốc Anh yêu cầu tất cả các loài động vật liên quan đến ngựa, bao gồm ngựa nhỏ, lừa và thậm chí ngựa vằn tại sở thú, phải có hộ chiếu. Đó là một cuốn sách nhỏ hoặc một tấm thẻ nhận dạng con vật ấy theo chiều cao và loài của nó. Pháp là quốc gia đầu tiên bắt đầu bảo quản thực phẩm khỏi việc bị hư hỏng bằng cách đóng hộp. Đó là vào năm 1809, khi một nhà nghiên cứu đóng kín một số thực phẩm vào một cái hộp thủy tinh và đun nóng cái hộp ấy để loại bỏ vi sinh vật. Năm nào cũng thế, du khách đã ném tổng cộng hơn 1 triệu đô la vào đài phun nước Trevi ở Rome, chia ra sẽ là khoảng 3.000 đô la một ngày. Viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Nam Phi vào năm 1905. Viên đá này được gọi là Cullinan. Nó nặng 3.106 carat, bằng một quả bóng rổ. Người dân ở Myanmar sử dụng vỏ cây để tạo ra một hỗn hợp màu vàng và bôi lên da để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Có một hòn đảo ở Kenya tên là Lamu. Ở đó, xe hơi bị cấm tại nơi công cộng. Người dân chỉ được phép đi bộ, đi xe đạp hoặc cưỡi lừa mà thôi. Trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc được tính là 1 tuổi khi vừa được sinh ra. Colombia được đặt theo tên nhà thám hiểm nổi tiếng người Ý Christopher Columbus. Đây cũng là đất nước sản xuất ngọc lục bảo lớn nhất trên thế giới. Tây Ban Nha là nơi có nhà hàng lâu đời nhất thế giới. Nó được mở vào năm 1725 tại Madrid bởi một đầu bếp người Pháp. Tòa nhà 4 tầng này vẫn lưu giữ cái lò củi được sử dụng từ những ngày mới mở cửa.
Argentina là quốc gia đầu tiên xác định tội phạm bằng dấu vân tay. Uganda là nơi cư trú của hơn 1.070 loài chim, con số này chiếm 10% tổng số lượng các chú chim trên thế giới. Linh vật quốc gia của Algeria là cáo Fennec. Nó là loài cáo nhỏ nhất thế giới. Đội tuyển bóng đá quốc gia tại đây cũng được đặt theo tên của con vật này. Sudan là nơi có nhiều kim tự tháp hơn Ai Cập với 200 đến 250 kim tự tháp, trong khi Ai Cập chỉ có 138 tại thời điểm nhiều nhất. Cho đến nay, người Ba Lan đã nhận được tổng cộng 19 giải Nobel, bao gồm 4 giải hòa bình, 4 giải vật lý và 6 giải văn học. Canada đã chứng kiến những dao động nhiệt độ kỳ lạ. Năm 1962, tại Alberta, nhiệt độ đã tăng từ âm 19 độ C lên tới 22 độ C chỉ trong 1 giờ. Thật trùng hợp, đó cũng là năm pizza Hawaii đầu tiên được chế biến ở nước này. Maroc là nơi có trường đại học lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập vào năm 859. Ở Ả Rập Xê Út, người ta thường tổ chức những cuộc thi sắc đẹp cho lạc đà với sự tham gia của hàng ngàn con, giải thưởng trị giá hơn 370.000 đô la. Một trong những mỏ vàng khai thác lớn nhất trên thế giới là ở Uzbekistan, có tên là Muruntau. Nếu có chuyến tham quan bằng thuyền từ Paracas ở phía nam Peru đến một nhóm các hòn đảo nhỏ, bạn sẽ thấy chim cánh cụt đi bộ lạch bạch dọc theo bờ biển. Nhưng vì lý do bảo tồn, bạn sẽ không được đặt chân lên đảo. Những hốc lớn nhất trong hang được biết đến là ở Malaysia. Nó nằm trên đảo Borneo và to gấp 30 lần một sân bóng đá. Rất có thể, Angola là đất nước đã sáng tạo điệu nhảy có ảnh hưởng lên điệu samba nổi tiếng của Brazil. Nhưng tại đây, điệu nhảy tương tự samba có tên là samba. Lãnh thổ phía Bắc và phía Nam của Ghana có các mùa khác nhau. Ở miền Nam, mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 10. Ở miền Bắc, mùa mưa kéo dài từ tháng 3 đến giữa tháng 11. Mozambique là quốc gia có tên một từ chứa đủ cả 5 nguyên âm. Venezuela là quê hương của thác Angel, thác nước không bị gián đoạn cao nhất thế giới. Vào mùa hè, khu vực này nóng đến nỗi nước bốc hơi trước khi chạm tới đất. Khoảng 90% trên tổng các loài thực vật và động vật ở Madagascar không thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Do phong cảnh và các đới khí hậu đa dạng, Cameroon được mệnh danh là châu Phi thu nhỏ. Đây cũng là nơi tồn tại hơn 200 ngôn ngữ. Bờ biển Nga là đất nước sản xuất hạt cacao lớn nhất, nơi đây cung cấp 30% lượng cacao của thị trường sô-cô-la trên thế giới. Niger có hình khắc động vật lớn nhất trên thế giới, được tạo ra từ 7.000 đến 9.000 năm trước, là hình hai con hươu cao cổ. Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới không có cờ hình chữ nhật. Thiết kế của quốc kỳ này đã có từ nhiều thế kỷ trước. Sri Lanka là quê hương của pháo đài đá Sigiriya, được xây dựng hơn 1.500 năm trước. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của đất nước này. Chile có xác ướp lâu đời nhất thế giới. Một số trong đó đã có mặt từ 5.000 đến 7.000 năm trước. Ở Malawi, có một hồ nước chứa nhiều loài cá lớn nhất trên thế giới, bao gồm hơn 1.000 loài cá họ hàng. Chúng đều là các loài khác nhau của họ cá hoàng đế. Phân tích ADN của quả táo cho thấy quả này xuất phát từ các ngọn núi của Kazakhstan. Hà Lan còn được gọi là vùng đất thấp, do một phần lớn của đất nước này nằm dưới mực nước biển. Campuchia là quốc gia duy nhất trên thế giới có cờ khắc họa một tòa nhà. Tại một hòn đảo ở Senegal, có một ngôi làng được làm hoàn toàn bằng vỏ sò bỏ đi, bao gồm các đường phố và các tòa nhà. Thụy Điển có hơn 221.000 hòn đảo, nhưng chỉ có khoảng 1.000 đảo trong số đó là có người ở. Bảng chữ cái trong tiếng Hungary bao gồm 44 chữ cái dựa trên bảng chữ cái Latin. Einstein đã phát triển sự tương đương khối lượng năng lượng nổi tiếng nhất của mình khi sống và học tập tại Thụy Sĩ. Thung lũng hoa hồng ở Bulgaria sản xuất ra một nửa số tinh dầu hoa hồng của thế giới. Người Singapore là nằm trong nhóm những người đi bộ nhanh nhất trên thế giới. Họ đi được 18 mét trong 11 giây. Hẳn là nhịp sống ở đây rất nhanh. Ireland có biệt danh là Ngọc Lục Bảo do có những cánh đồng xanh rộng lớn. Tuy nhiên, đất nước này cũng có địa hình gập ghềnh. Khoảng 15.000 năm trước, Ireland được bao phủ hoàn toàn trong các sông băng dày. Trong quá trình thay thế, một phần đất bị mất đi, lộ ra mặt đất đá vôi.
ở Armenia, cờ vua là một phần trong chương trình học ở trường cho trẻ. Hy Lạp là quê hương của cây ô liu lâu đời nhất thế giới và nó vẫn ra quả. Cái cây này mọc ở đảo Crete và có tuổi đời từ 2.000 đến 4.000 năm. Maldives giữ kỷ lục là quốc gia phẳng nhất trên thế giới. Độ cao lớn nhất của nó là 2,4 mét so với mực nước biển. Một nghệ sĩ người Bỉ là người duy nhất trên thế giới có tác phẩm nghệ thuật nằm trên mặt trăng. Đó là một bức tượng nhỏ có tên The Fallen Astronaut. Nó được để lại ở đó vào năm 1971 bởi chỉ huy của tàu Apollo 15. Cộng hòa Séc là nơi có hàng trăm lâu đài với con số đó dao động từ 150 đến 1.000. Petra, một thị trấn cổ mang dấu ấn lịch sử ở Jordan, thường được gọi là thành phố hoa hồng do màu của đá được khắc ở đây. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!